Cậu mới về hả? Ừ. À, tôi mới làm bánh chú chiên á, hai cậu ăn không? Em ăn, nhưng mà đợi em tắm cái đã. À. Đi tắm đi bạn. Thôi, lát về nhà tắm luôn. Thôi tắm đi, mặc đồ của tôi kìa. Thôi được rồi mà. Cái này bị đặt ngại nữa. Ui da, đau. Ủa? Quần lót ở đâu rồi? Hả? Quần lót mới để đây nè. Hồi nãy chị gì lên lấy đi giặt rồi. Không những chỉ cái đó mà còn mấy cái quần lót dơ khác nữa. Gì? Chị gì? Chị gì? Chị tâm ý á. Tâm ý hả? Ừ. Chết rồi. Vậy? Ủa sao chị giặt đồ bằng tay vậy? Bộ máy giặt hư hả? À, đâu có đâu. Tại vì đồ lót thì phải giặt bằng tay mới sạch chứ. À nhưng mà... Hả? Nhưng cái gì? Gì? Ủa? Bộ con muốn bệnh hả? Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Dạ đâu có đâu. Em bình thường mà. Ờ à, chị ơi. Hả? Nãy em thấy con Lâm Chi với con Tâm Anh uống lộn chổng á. Hả? Đúng rồi đúng rồi, uống lộn chổng á. Nắm tóc lum hết á. Thiệt vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Rắc rối dữ vậy không biết nữa. Làm gì vậy? Ôi xấu hổ quá. Ủa? Kỳ ta? Ủa chị? Tôi pha nước chanh xong rồi nè, cậu uống đi. Cảm ơn chị. À mà Nguyên. À, bộ hôm nay cậu mặc lại đồ lót cũ hả? Ờ, đâu có đâu. Kỳ vậy ta? Hồi nãy tôi có lên lấy mấy cái quần lót đi giặt mà không biết sao tự nhiên nó mất tiêu rồi. Em không biết mấy cái đó. Lạ thiệt ha. Thôi cậu học bài đi nha. Bí ơi. Dạ. Múc cho ông thêm giang canh đi. Bữa nay con nấu canh ở vườn miệng dễ sợ luôn á. Dạ con cảm ơn ông. À Tâm Bí. Dạ. Lát nữa con nhớ sấy đồ luôn nha. Dạ. Chiều con giặt đồ xong con sấy luôn nha cô. Ừ. Tâm Bí. Dạ. Lấy giùm chú con chén canh nữa nha. Dạ hết canh rồi chú ơi. Hôm nay ăn hết là sao? Anh hỏi kỳ vậy. Thì ăn nhiều thì hết chứ sao. Ờ à, ăn nhiều phải hết thôi. Thôi con đi học đây. Cậu Nguyên ơi. Dạ. Hôm nay cậu thay đồ lót chưa? Sao chị hỏi cái vấn đề này hoài vậy? Tại mấy nay tôi không thấy cái quần lót nào của cậu hết á. Mà cậu mặc xong cậu bỏ vô máy giặt luôn rồi hả? Ờ à, đúng rồi. Em bỏ vô máy giặt rồi đó. Em đi học nha.
Cậu đang học hả? Nói chuyện chút nha. Em đang ra chơi, có gì không chị? Tôi xin lỗi nha, mà cậu có chắc là sáng nay cậu thay đồ lót rồi không? Dạ. Nhưng mà tôi tìm hoài không thấy đâu hết. Bữa trước nó đi giặt mà không biết sao cũng biến mất luôn. Chắc nó ở đâu đó thôi, chứ mất sao được. Chị đừng để ý tới nó nữa. Tự nhiên đồ lót của cậu biến mất, sao mà không để ý cho được. Giờ em phải vào lớp rồi, có gì nói sau nha. Vậy để tôi tìm kỹ lại. Mà cậu đừng lo quá, quần lót thì ai mà thèm ăn cắp chứ. Dạ, em cảm ơn chị. À mình ơi. Ừ? Trễ rồi đó, về chưa? Ôi, chơi thêm xíu nữa đi. Không mấy mình về đi. Thôi chơi thêm miếng rồi đi. Hình như tôi thấy bạn không muốn về nhà lắm thì phải. Có gì đâu. Đừng có giấu tôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì hết á. Tôi nói cho bạn biết, tôi với bạn là bạn thân với nhau á. Có chuyện gì không giấu được tôi đâu. Đừng có giả vờ nữa. Nói đi, có chuyện gì? Nói đi mà. Bây giờ tôi hỏi bạn nha. Giả sử bà cô giáo dạy thêm của tôi á. Là chị Diễm My hả? Ừ. Rồi bà giặt đồ lót của cậu á, thì cậu thấy sao? Giặt đồ lót? Ờ. Trời ơi, xấu hổ chết luôn á. Đó. Ủa, mới tưởng tượng tôi nổi hết trời gà luôn á. Bởi vậy. Nè, bạn đừng có nói là chị Diễm My giặt đồ lót cho bạn nha. Đâu? Bạn vừa phải thôi chứ. Gì vậy? Bạn làm gì kỳ cục quá vậy? Bạn nghĩ sao mà để chị với mi giặt đồ lót cho bạn vậy hả? Có nhiều người nói bạn bị khùng hả? Bạn quá đáng vừa rồi chứ. Mấy cái này nó nhỏ nhỏ thôi. Mình nghĩ chơi bạn luôn. Mình có làm cái gì đâu. Gì á? Nè quan. Nghĩ sao mà để chị với mi giặt đồ lót cho mình chứ? Có làm gì đâu đi. Nè quan. Dạ tính tiền nha em. Ôm mẹ. Đi đâu giờ này mới về đó? Dạ con đi qua nhà bạn con chơi. Đi qua nhà bạn thì cũng phải biết đường về chứ. Dạ. Nè, mẹ đang chờ điểm thi học kỳ của con đó. Điệu hồn. Ủa, cậu mới về hả? Ờ. À, chuyện đó tôi biết rồi. Ờ, chuyện gì? Thì chuyện mấy cái quần lót của cậu đó. Tôi nghĩ là mấy cái quần lót không biết bay, cho nên nó không thể nào tự biến mất được, đúng không? Ờ, đúng rồi. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất là kỹ. Những cái quần lót đó chắc chắn là do bé Lam Chi đã giấu. Hả? Mà cậu có chọc tức gì bé Lam Chi không? Hồi trước á, nó cũng giấu mấy đôi vớ của chú sĩ. Tôi tìm muốn khùng luôn á. Em đâu biết gì đâu. Mà cậu yên tâm nha, tôi chắc chắn sẽ tìm được những cái quần lót đó về cho cậu. Đừng có lo nha. Trời ơi, chắc tôi độn thổ quá. Nó sẽ giặt quà không gây ta. Ê! Có ở đâu hết hộp? Anh đi ra ngoài cho anh đi toilet đi. Đi toilet, đi xuống dưới mà đi. Ta đang bận mà.
Anh giặt đồ anh phải đi xuống dưới mới đúng á. Đi xuống dưới đi đi, mệt quá. Có chuyện gì hả? Ủa? Ôi, chị đi ra ngoài cho anh đi toilet đi. Từ từ nhỏ. Nhanh lên. Nhanh. Im coi. Tôi tìm được mấy cái quần lót của cậu rồi nè. Đang chạy giấu với cầm giường á. Tôi tìm được hết luôn.